Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của MC Phương Thúy. Trong giờ quen thuộc buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 18 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Yêu em đến thiên trường địa cửu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm, ánh nắng vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ đáp lên trên gương mặt trẻ thơ non nớt của Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh dậy từ sớm, cô đi chợ nấu bữa sáng đơn giản nhưng khá là đầy đủ chất dinh dưỡng cho Tiểu Kiệt. Cô không biết khẩu vị của thằng bé như thế nào nên chọn vài thứ trẻ con thích ăn. Kiều Nhã Linh nhẹ nhàng vào phòng ngủ gọi Tiểu Kiệt dậy. Tiểu Kiệt dụi mắt, nhìn thấy cô lập tức nở nụ cười, cậu nhóc hơi ngái ngủ nói: "Chị xinh đẹp, chào buổi sáng." Kiều Nhã Linh xoa đầu của Tiểu Kiệt, nhắc nhở cậu đánh răng rồi ăn cơm. Tiểu Kiệt không kén ăn, cậu nhóc ăn cơm rất ngoan, thi thoảng còn chủ động gắp thức ăn cho Kiều Nhã Linh nữa. Hai người giải quyết xong bữa sáng, Kiều Nhã Linh thay cho Tiểu Kiệt một bộ quần áo cô mua lúc đi chợ. Tiểu Kiệt mặc rất vừa vặn, trông thằng bé vô cùng sáng sủa. Bây giờ chị đưa em đến trường nhé, Kiều Nhã Linh nói. Tiểu Kiệt nghe vậy tâm tình vui vẻ, lập tức biến mất. Cậu nhóc cũng xị mặt. Em có thể không đi có được không? Kiều Nhã Linh ân cần nói. Không được, Em phải đi học chứ, với lại chị còn phải đi làm. Không thể để em ở nhà một mình được. Có lẽ hôm nay ba của em cũng sẽ tới trường tìm em đó. Chị sẽ báo cho ba em một tiếng. Tiểu Kiệt, đây là số điện thoại của chị. Nếu như có vấn đề gì thì em hãy gọi cho chị. Kiều Nhã Linh nhét một màu giấy nhỏ vào lòng bàn tay của Tiểu Kiệt. Cậu nhóc buồn đi trông thấy. Tiểu Kiệt vẫn còn muốn ở với Kiều Nhã Linh. Vậy nên cậu nói, thế tối nay em có thể ở với chị nữa không? Kiều Nhã Linh ngập ngừng nói, có lẽ em phải về nhà. Em yên tâm, chị sẽ nói chuyện với ba em. Dù sao thì Tiểu Kiệt và cô cũng không có quan hệ. Để một đứa trẻ như vậy ở nhà là không ổn. Trong mắt của người ngoài, hành vi này của cô chẳng khác gì là bắt cóc trẻ em cả. Nếu như bà mẹ của Tiểu Kiệt nổi giận, báo công an thì cô có trăm ngàn cái miệng cũng không giải thích được. Cô nghĩ cách tốt nhất là nên đưa Tiểu Kiệt trở về nhà và sau đó thì nói chuyện nghiêm túc lại với ba của thằng bé. cô hy vọng sau này họ sẽ đối xử tốt với tiểu kiệt. tiểu kiệt rơm rớm nước mắt nhưng em muốn ở với chị cô. kiều nhã linh cũng không nỡ ra thằng bé. cô rất quý tiểu kiệt. thậm chí tối hôm qua cô còn có suy nghĩ muốn nhận nuôi cậu. tiểu kiệt khiến cô nhớ về đứa con đã mất của mình. sự xuất hiện của thằng bé đã làm cô rất hạnh phúc. nhưng tiểu kiệt cũng có gia đình riêng của cậu nhóc. Cô không thể ích kỷ như vậy được. Kiều Nhã Linh cúi thấp người đối diện với Tiểu Kiệt, bất đắc dĩ nói. Chị cũng rất thích ở bên em, nhưng mà em vẫn phải về nhà. Em biết mà, dù sao thì họ vẫn là gia đình em. Chị sẽ khuyên nhủ ba em đối xử tốt với em. Nếu ông ấy còn đánh em, em hãy gọi cho chị. Chị nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ấy. Tiểu Kiệt cúi gằm mặt, không nói chuyện. Kiều Nhã Linh thờ dài, được rồi, đừng buồn, lúc nào rảnh rỗi thì chị sẽ tìm em đi chơi. Lúc này Tiểu Kiệt mới tươi tỉnh hơn một chút, cậu nhóc gật đầu. Vâng ạ, à, chị ơi, đây là số điện thoại của em, chị lưu vào nhé. Tiểu Kiệt lấy điện thoại nhỏ xinh trong ba lô của mình ra, Kiều nhãn linh sừng sốt. Thì ra Tiểu Kiệt cũng có điện thoại, vậy cô an tâm hơn một chút rồi. Kiều Nhã Linh lưu số của Tiểu Kiệt vào máy, rồi giúp cậu nhập số của cô lại. Kiều Nhã Linh chuẩn bị xong mọi thứ, thì dắt tay của Tiểu Kiệt đi ra ngoài. Tiểu Kiệt quay đầu nhìn ngôi nhà quyến luyến rời đi. Kiều Nhã Linh cùng với Tiểu Kiệt đi chậm chậm trên phố. Cô cố gắng nói thật nhiều chuyện để khiến cho cậu nhóc vui. Tiểu Kiệt sau một hồi ủ rột thì cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Hai người cười đùa cho đến khi đi tới trạm xe buýt. Phía sau họ là trung tâm thương mại nổi tiếng. Một cửa hiệu ngay ở bên ngoài trưng bày rất nhiều giày cao gót của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới. Trong lúc chờ đến xe, Kiều Nhã Linh chưa rời mắt khỏi cửa hàng kia tiểu kiệt tò mò quay lại nhìn thì trông thấy một chiếc giày thủy tinh vô cùng đẹp được đặt ở chính giữa hình như kiều nhã linh đang nhìn nó tiểu kiệt tò mò hỏi chị ơi chị thích đôi giày kia sao kiều nhã linh cười nói ừ um, chị thích nó lâu rồi tiểu kiệt thắc mắc thế sao chị không mua ạ à? kiều nhã linh nói đôi giày ấy đắt lắm chị có dùng hết số tiền mấy năm nay mình tiết kiệm cũng không có mua nổi đôi giày này đã được trưng bày ở đây mấy tháng rồi từ lúc nhìn thấy nó, Kiều Nhãn Linh đã vô cùng thích. Thế nhưng cô biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ có nổi nó. Mỗi ngày đi qua đây, cô đều dừng lại ngắm nhìn đôi giày đó một lúc. Như vậy cũng khiến cô mãn nguyện rồi. Tiểu Kiệt nhìn chằm chằm vào đôi giày kia, không nói lời nào, đi theo Kiều Nhãn Linh lên xe buýt. Đến trường mẫu giáo, Kiều Nhãn Linh đưa Tiểu Kiệt lên lớp. Thằng bé cứ nắm tay cô không chịu buông. Kiều Nhã Linh phải dỗ dành mãi, cậu mới đi vào. Kiều Nhã Linh dịu dàng nói, ngoan, khi nào có thời gian thì chị sẽ tìm em. Tiểu Kiệt bịn dịn tạm biệt Kiều Nhã Linh. Đứng yên nhìn bóng lưng của cô cho đến khi cô biến mất. Kiều Nhã Linh lại ngồi xe buýt đi đến công ty. Hôm nay cô có khá nhiều việc phải làm. Bài báo hôm qua do cô phỏng vấn thu hút rất nhiều lượt đọc. Chị Bội còn đích thân khen ngợi cô trong buổi họp ngày hôm nay. Tầm trạng cả buổi sáng của Kiều Nhã Linh không tệ. Đến chiều thì cô nhận được điện thoại của An Kỳ. Cô ấy nói, Nhã Linh, tôi phải đi công tác ở nước ngoài mấy ngày tới sẽ không ở nhà đâu kiều nhã linh ngạc nhiên cậu mới đi tuần trước xong mà an kỳ chán nản nói ừ nhưng lịch trình của diễn viên lên sẵn rồi thì biết làm thế nào kiều nhã linh nói dù sao thì cũng là đi nước ngoài vẫn thích nhé an kỳ cười đợi đến lúc về sẽ mua quà cho cậu kiều nhã linh cũng cười nhớ đó sau khi cúp máy kiều nhã linh bỗng nhớ đến chuyện gọi cho ba của tiểu kiệt kiều nhã linh lục lại danh sách gọi điện ngày hôm qua tìm thấy số của ba tiểu kiệt cô ấn số gọi lúc này kiến quốc đang báo cáo công việc cho hoàng tuấn khải thì thấy điện thoại vang lên lúc lấy ra nhìn thấy người gọi là kiều nhã linh thì vô cùng sừng sốt anh ta vội vàng đưa điện thoại cho hoàng tuấn khải chủ tịch là cô kiều gọi hoàng tuấn khải cũng ngạc nhiên không kém nhưng rất nhanh bình tĩnh nhận điện thoại kiều nhã linh ngay lập tức nói chào anh kiều tôi là người hôm qua đưa tiểu kiệt về nhà mình đây sáng hôm nay tôi đã đưa cháu đến trường mẫu giáo rồi khi nào đến giờ tan học, anh hãy nhớ đến đón cháu về. Còn chuyện ngày hôm qua, nếu như có chỗ nào tôi không phải thì mong anh bỏ qua. Tôi muốn gọi điện cho anh để nói chút chuyện về Tiểu Kiệt. Không biết liệu có làm phiền anh không? Hoàng Tuấn Khải vẫn không nói gì. Kiều Nhã Linh cũng không lạ với thái độ của người kia. Cô tiếp tục nói: Tiểu Kiệt là một cậu bé ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Tôi mong anh sẽ đối xử tốt với cháu. Điều mà Tiểu Kiệt bây giờ thiếu thốn là tình yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ. Anh đã nhận nuôi cháu, vậy thì hãy chăm sóc cháu chu đáo hơn. Tôi chỉ nói như vậy thôi, chào anh. Kiều Nhãn Linh nghĩ đến chuyện gì, mình cần nói thì cũng đã nói rồi, dù sao thì cũng là người trưởng thành cả rồi. Cô nghĩ bà của Tiểu Kiệt hiểu ý của cô. Kiều Nhãn Linh cúp máy, Hoàng Tuấn Khải trầm mặc trả lại điện thoại cho Kiến Quốc. Việc cô yêu quý Tiểu Kiệt như thế, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mặc dù mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng qua đó cũng có thể thấy cô quan tâm đến thằng bé như thế nào. Ngay sau đó, Hoàng Tuấn Khải đến trường đón Tiểu Kiệt tan học sớm. Tiểu Kiệt bước ra khỏi lớp, nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải đang đứng sừng sững ở phía trước. Không nhanh không chậm tiến về phía anh. Về mặt chẳng có chút gì là vui mừng. Hoàng Tuấn Khải lạnh giọng nói. Nhìn thấy ba mà cái mặt khó coi như thế sao? Tiểu Kiệt không buồn nói chuyện với ba, đi thẳng lên xe. Hoàng Tuấn Khải nghiến răng, lên xe bắt đầu dạy dỗ Tiểu Kiệt. Hoàng Tuấn Khải cứ nói xa xả, Tiểu Kiệt ngồi bên chẳng nói câu nào, Tâm hồn của cậu bé như trôi giạt ở chân trời nào rồi vậy. Nhận ra thằng bé có vẻ buồn, có lẽ vì không được ở bên Kiều Nhã Linh nữa. Hoàng Tuấn Khai thấp giọng nói, có phải ba lôi con về đâu, chính chị ấy bảo ba đón con về đấy chứ. Đừng có bà giận dỗi với ba, bà chưa đánh đòn con là may mắn lắm rồi đó. Hoàng Tuấn Khai vốn định cho Tiểu Kiệt ở bên Kiều Nhã Linh thêm một ngày nữa. Không ngờ cô lại bảo anh đón thằng bé về. Đây vốn không phải là quyết định của anh. Vậy mà Tiểu Kiệt lại đi tận lẫy anh. Tiểu Kiệt im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng thì cũng mở miệng nói. Giày. Tiểu Kiệt nói một câu không đầu không đuôi. Hoàng Tuấn Khải không hiểu gì cả. Còn nói cái gì cơ? Tiểu Kiệt quay đầu nhìn Hoàng Tuấn Khải ánh mắt sáng lên. Chúng ta đi mua giày đi. Đến lúc tan làm thì trời cũng đã tối, Kiều Nhãn Linh lại đi xe buýt về nhà. Công việc hôm nay khá nhiều, khiến cho người cô vô cùng mệt mỏi. Vừa bước lên nhà thì Kiều Nhãn Linh liền thấy một hộp quà màu đỏ được bọc rất cẩn thận đặt ở phía trước cửa nhà mình. Kiều Nhã Linh tò mò cúi xuống nhấc hộp quà đó lên. ở bên trên có một tấm thiệp nhỏ màu hồng có ghi một dòng chữ rất đẹp gửi tặng Kiều Kiều cảm ơn chị đã cho em ở nhà chị một hôm Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh ngay lập tức nở nụ cười. Thế gian đây là quà của Tiểu Kiệt tặng cô. Kiều Nhã Linh bước vào nhà có chút mong chờ mở hộp quà ra. Sau khi nhìn thấy món quà bên trong Kiều Nhã Linh liền kinh ngạc che miệng lại. Trời ạ! À, đây chính là chiếc giày thủy tinh mà cô ao ước bấy lâu nay cô cẩn thận nhấc chiếc giày ra nhẹ nhàng vuốt ve nó chắc hẳn sáng nay khi nghe cô nói rất thích chiếc giày kia mà không mua được tiểu kiệt đã quyết định mua tặng nó cho cô dù sao thì tiểu kiệt vẫn là trẻ con không thể mua một món đồ có giá trị như vậy được còn lẽ là nhờ một người nào đó trong nhà mua cho cũng nên kiều nhãn linh không giấu nổi nụ cười cô nhanh chóng gọi điện cho tiểu kiệt cô thật sự rất muốn nói chuyện với cậu nhóc cậu đã đem đến cho cô một niềm vui không ngờ, khiến cô vô cùng cảm động. Thế nhưng cô gọi mấy lần mà Tiểu Kiệt cũng không có nhấc máy. Kiều Nhã Linh có chút lo lắng, cô định gọi cho ba của Tiểu Kiệt, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn lắm. Nhỡ như anh ta không biết chuyện Tiểu Kiệt mua giày tặng cô, cô nói chuyện này ra, anh ta lại cho rằng cô lừa tiền của bọn họ thì sao đây? Nghĩ vậy, Kiều Nhã Linh cất điện thoại vào túi, bỏ chuyện này qua một bên ở nhà họ hoàng mọi người đang dùng bữa tối tiểu kiệt từ lúc về đến giờ mặt mày tươi tỉnh cứ cười mãi không thôi hoàng tuấn khải nhìn đến đau cả mắt anh thấp giọng nói còn tập trung ăn cơm đi có thế thôi mà cũng vui đến vậy sao tiểu kiệt cười toét miệng đương nhiên rồi ạ à? nhất định chị xinh đẹp bây giờ đang rất vui lúc này đột nhiên tiểu kiệt nói muốn đi mua giày ban đầu hoàng tuấn khải không hiểu gì cả sau đó tiểu kiệt lúng túng giải thích hoàng tuấn khải cũng đã hiểu sơ qua mọi chuyện Kiều Nhãn Linh thích một chiếc giày nhưng lại không có đủ tiền để mua. Hoàng Tuấn Khải không hề do dự, thẳng tay mua chiếc giày thủy tinh kia, còn tự mình viết thiệp rồi gửi đến nhà của Kiều Nhã Linh. Tiểu Kiệt vô cùng vui vẻ khi đã giúp Kiều Nhã Linh có được món đồ mà cô yêu thích. Ăn cơm xong, cậu chạy tót vào phòng, phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của Kiều Nhã Linh, cậu nhanh chóng gọi lại. Thế nhưng đúng lúc này, Hoàng Tuấn Khải lại xuất hiện ở cửa phòng cậu, sau đó thì đoạt lại chiếc điện thoại của Tiểu Kiệt. Trước ánh mắt kinh ngạc của thằng bé, Hoàng Tuấn Khải nói, còn không được phép gặp Kiều Kiều nữa. Chưa để Tiểu Kiệt kịp phản ứng lại, Hoàng Tuấn Khải lại đóng cửa phòng. Anh chậm rãi đi thẳng xuống tầng, cất điện thoại của Tiểu Kiệt vào trong hộc tủ. Trên đường về nhà, Hoàng Tuấn Khải đã suy nghĩ kỹ. Anh không thể để Tiểu Kiệt và Kiều Nhã Linh ở gần nhau được. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Anh biết Tiểu Kiệt nhất định sẽ rất tức giận, nhưng anh không còn cách nào khác hoàng tuấn khải ngả người trên giường anh nhìn chằm chằm trần nhà bất giác nở nụ cười anh thầm nghĩ không biết kiều Nhã linh sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy món quà đó anh lại nhớ đến chuyện tiểu kiệt nói rằng cô gọi tên anh trong lúc ngủ ngày hôm qua trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu đột nhiên trên tầng chuyển đến tiếng rầm rầm như thể hiện sự bất mãn hoàng tuấn khải cau mày có lẽ tiểu kiệt đang làm loạn hoàng tuấn khải định đi lên tầng thì điện thoại của anh đổ chuông là tuyết loan gọi Hoàng Tuấn Khải bắt máy. Anh Tuấn Khải, chúng ta gặp mặt một chút đi. Thành âm nhỏ nhẹ của Tuyết Loan vang lên. Tại căn nhà trọ nhỏ của Kiều Nhã Linh, Kiều Nhã Linh đang ngắm nhìn đôi giày mới được tặng. Thiết kế của nó rất đẹp và tinh tế. Đi vào chân chắc chắn là sẽ rất tuyệt. Cô không khỏi nóng lòng muốn đi thử nó. Cô cẩn thận đặt đôi giày xuống đất. Bàn chân nhẹ nhàng đi vào. Cảm giác mát lạnh bao phủ chân của Kiều Nhã Linh. Đôi giày hoàn toàn vừa khít với cô. Kiều Nhã Linh ngạc nhiên không thôi. Không ngờ Tiểu Kiệt lại chọn đúng cỡ giày của cô như vậy. Kiều Nhã Linh ngắm đi ngắm lại chiếc giày trên chân của mình. Cô không dám đứng lên đi lại. Sợ nó sẽ vỡ mất. Có lẽ Tiểu Kiệt đã quyết định mua nó. Khi thấy cô ngắm nhìn chiếc giày vào sáng nay, Kiều Nhã Linh vô cùng cảm động. Thằng bé quả thực là một cậu nhóc rất tinh tế. Món quà này không chỉ đáng giá về mặt vật chất, mà còn vô cùng chân quý về phương diện tinh thần nữa. Trong lúc Kiều Nhã Linh đang mải mê vuốt ve đôi giày, Điện thoại của cô đột ngột đổ chuông. Kiều Nhã Linh đặt chiếc giày xuống đi lấy điện thoại. Cuộc gọi đến là một số lạ. Kiều Nhã Linh díu mày. Cô bỗng nhiên có linh cảm không hay. Thế nhưng cô vẫn nghe điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói sắc lạnh. Là tôi. Âm thanh này đối với Kiều Nhã Linh không hề xa lạ. Dù người kia không xưng tên nhưng cô vẫn biết đó là ai. Kiều Nhã Linh sừng sốt. Tuyết Phi sao? Kiều Nhã Linh không biết tại sao cô ta lại gọi cho mình nhưng có thể chắc chắn rằng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Từ buổi họp báo lần trước, Tuyết Phi không hề tìm đến cô. Cô cũng đã quên mất chuyện mình đã làm với cô ta. Với tính cách của Tuyết Phi, cô ta sẽ không bỏ qua cho những gì mà cô đã gây ra trong buổi họp báo. Kiều Nhã Linh thầm nghĩ, có lẽ Tuyết Phi đang định tính sổ với cô. Kiều Nhã Linh nắm chặt điện thoại, cô hở hững nói. Cô gọi cho tôi làm gì? Tuyết Phi cười, âm thanh vô cùng ngả ngớn. Không có chuyện gì thì không thể gọi sao? Ôn lại chuyện cũ một chút, chắc cũng được chứ. Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói, tôi chẳng có gì để ôn chuyện với cô cả. Chẳng nhẽ cô muốn nói về chuyện năm xưa, mình đã khốn nạn như thế nào sao? Cô cũng rảnh rỗi quá đấy, có phải là vết thương trên người cô đã sớm khỏi rồi không? Tuyết Phi thật là quá mức trơ chẽn, đáng nhẽ hôm trước cô nên ra tay mạnh hơn một chút, để cho cô ta không thể mở miệng nói nhăng nói cuội được nữa. Kiều Nhã Linh cảm thấy sau những chuyện cô ta đã làm với Tuyết Phi, cô ta không hề có chút thay đổi nào cả. Vẫn cứ ngông nghênh, độc ác và không biết điều. Tâm trạng vui vẻ của Kiều Nhã Linh trước đó bị Tuyết Phi phá hỏng. Cô không biết tại sao cô ta lại có số điện thoại của cô. Sắp tới, có lẽ cô sẽ bị cô ta quấy dày không ít. Nhắc đến chuyện hôm trước, Tuyết Phi lại tức điên người lên. Hôm ấy, cô ta đã phải đến bệnh viện chữa trị vết thương. Bây giờ, trước ngực cô ta đỏ ửng một mảng, vô cùng đau đớn nó luôn nhắc nhở cô ta rằng mình đã nhục nhã như thế nào trong ngày hôm đó. Tuyết Phi thề với lòng mình rằng sẽ không bỏ qua cho Kiều Nhã Linh và hôm nay cô ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Đó cũng chính là lý do cô gọi điện thoại cho Kiều Nhã Linh. Tuyết Phi hử lạnh một tiếng. Tôi nói cho cô biết, lần trước chỉ là sự cố, bây giờ một cọng tóc của tôi, cô cũng đừng hòng động vào. Kiều Nhã Linh cười nhạt, Cô vẫn còn nhớ bộ dạng hèn mọn của Tuyết Phi quỳ dưới chân cầu xin mình vào mấy hôm trước và vẻ mặt thảm hại của cô ta trong buổi họp báo. Đúng là chỉ khi đứng trước cái chết con người ta mới lộ ra bộ mặt hèn nhát của mình. Kiều Nhã Linh cũng biết Tuyết Phi chỉ là thùng rỗng kêu to. Cô ta chưa làm gì được cô đã bị cô khiến cho mất hết mặt mũi rồi. Hôm trước lên báo có vui không? Tôi có thể dễ dàng cho cô chiếm trệ ngồi trên báo lần nữa đây. Kiều Nhã Linh mỉa mai nói Tuyết Vi đương nhiên đã đọc được những bài báo ngày hôm đó. Lúc ấy cô ta đã nổi điên lên, đập phá đồ đạc, hét là cả giọng, trời rùa kiều nhã linh càng ngày. bị đối xử nhục nhã như vậy, cô ta đương nhiên là không thể coi như không có gì xảy ra. Cô ta đã hứa với chị gái sắp tới sẽ không động đến kiều nhã linh, vậy nên cô ta phải giữ lời hứa. Nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ bỏ qua việc đả kích tinh thần của kiều nhã linh bằng một chuyện vô cùng đặc sắc tối nay. Tuyết Phi hít thật sâu, kìm nén cơn thịnh nộ. Cô đừng có mặt đắc ý, cô sẽ sớm không cười nổi đâu. Cô gọi cho tôi để nói mấy lời vô vị này sao? Tôi cúp máy đây." Kiều Nhã Linh buồn chán nói. Tuyết Phi lớn giọng ngăn cản, "Khoan đã." Kiều Nhã Linh nhíu mày, "Có gì thì nói nhanh lên." Tuyết Phi đang đứng trước gương, cô ta nhìn gương mặt tái nhợt vì đau của mình, cùng với vết thương được bôi thuốc trắng xóa. Cô ta nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt của Tuyết Phi tràn ngập sự thù hận. Cô ta siết chặt điện thoại trong tay đến mức trắng bạch lạnh lùng nói: Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta gặp nhau đi. Kiều Nhã Linh thẳng thừng từ chối: Tôi không rảnh đâu, cũng không muốn gặp cô. Kiều Nhã Linh chẳng muốn dính dáng gì đến Tuyết Phi nữa. Nhìn thấy cô ta chỉ khiến cho cô thêm khó chịu mà thôi. Có ai có thể ngồi yên khi đối diện với kẻ giết chết con của mình chưa? Kiều Nhã Linh vấn đề cô ta còn sống đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa mỗi lần gặp cô ta đều không có chuyện gì ra hồn cả. Vậy nên cô không đồng ý. Tuyết Phi nghe Kiều Nhã Linh nói vậy thì rất tức giận. Thế nhưng để dụ Kiều Nhã Linh đến, cô ta nhịn không chửi ẩm lên, kiên nhẫn mà nói. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, đảm bảo cô sẽ không hối hận đâu. Không phải từ trước đến giờ cô luôn đi tìm kiếm sự thật sao? Gặp nhau đi, tôi sẽ nói cho cô biết. Tuyết Phi đột nhiên nhắc đến sự thật. Rốt cuộc thì cô ta cũng muốn nói đến chuyện gì đây? Kiều Nhã Linh thoáng giao động lời nói mập mờ của tuyết phi khiến cô vô cùng tò mò nhưng tuyết phi là kẻ như thế nào cô biết rõ điều cô ta định nói nhất định không có gì là hay ho cả có khả năng vì chuyện ở buổi họp báo mà bây giờ cô ta muốn trả thù cô không nên tin lời cô ta tuyết phi có làm gì cô thì cô cũng không sợ cô đã hai lần cho cô ta nếm mùi đau đớn thì nhất định cũng sẽ có lần thứ ba kiều nhã linh nói có gì thì nói luôn ở đây đi Kiều Nhã Linh quả nhiên rất cảnh giác, không dễ gì để lừa cô. Tuyết Phi nghiến rằng cô ta nói, chuyện này không thể nói qua điện thoại được, mà cô phải trực tiếp nhìn. Kiều Nhã Linh như mày, cô ta muốn cô nhìn cái gì đây? Giấy tờ hay là một người nào đó? Liệu chúng có liên quan đến cái chết của con cô không? Kiều Nhã Linh cảm thấy rất khó hiểu. Suy cho cùng thì cô ta muốn làm gì đây? Thấy Kiều Nhã Linh im lặng không nói, Tuyết Phi biết rằng cô đang do sự vì vậy ném ra một câu quyết định tôi không lừa cô đâu cũng không có định làm gì cô cả chỉ muốn cho cô xem một thứ thôi xem rồi thì cô sẽ hiểu được thôi thế nào hay là cô sợ tôi làm gì cô kiều Nhã linh quả nhiên bị kích động cô nói được thôi nói địa điểm đi khoai mồi của tuyết vi lập tức nhếch lên thành một nụ cười đắc ý cô ta nói chút nữa gặp nhau tại quán cà phê tôi sẽ nói cho cô địa chỉ tuyết phi cúp máy tầm gương phản chiếu trên gương mặt đang vô cùng hài lòng của cô ta ánh mắt cô ta lóe lên tia thâm độc tuyết phi đột nhiên ngẩng đầu cười lớn nụ cười của cô ta vô cùng man sợ một hồi lâu sau tuyết phi mới ngừng lại được cô ta chạm vào vết thương trên vai của mình thân sắc đột nhiên trở nên lạnh lẽo kiều nhã linh lần này cô ta nhất định sẽ giết chết tình cảm của cô ta để cho cô ta không bao giờ có thể mơ tưởng đến hoàng tuấn khải được nữa Kiều Nhã Linh bần thần đứng trước tù quần áo. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Tuyết Vi, Nói không tò mò là nói dối. Cô rất muốn biết. Rốt cuộc thì cô ta định giờ trò gì với mình. Có thể cuộc gặp gỡ lần này sẽ là sai lầm. Nhưng Kiều Nhã Linh vẫn bị lời nói của Tuyết Vi dẫn dắt bước chân vào cạm bẫy mà cô ta răng ra. Kiều Nhã Linh nhanh chóng thay quần áo. Cơm cũng chưa kịp ăn. Cứ thế mà đi đến chỗ hẹn santorini viper là một quán cà phê khá nổi tiếng ở thủ đô nơi này rất yên tĩnh khá là tiện cho việc nói chuyện lúc kiều nhã linh đến quán bên trong không có nhiều người tuyết phi vẫn còn chưa đến kiều nhã linh lên tầng chọn một bàn ở rìa ngoài sau đó thì gọi nước trước kiều nhã linh trầm tư nhìn ra bên ngoài trong đầu cô có rất nhiều thắc mắc cô không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước tiếng chuông gió ở cửa vang lên tuyết phi đã xuất hiện cô ta rất nhanh xác định được chỗ ngồi của Kiều Nhã Linh, đi thẳng một mạch đến. Tuyết Phi ngồi ở đối diện Kiều Nhã Linh, bộ váy thướt tha trên người cô ta khá là diêm rúa, gương mặt trang điểm đậm, trông cô ta giống như là một con công lòe loẹ loẹt. Có gì thì nói đi, Kiều Nhã Linh không chần chừ nói. Tuyết Phi không trả lời, cô ta từ tốn gọi một ly cà phê, sau đó thì mới quay ra nhìn Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh rũ mắt nhìn cô ta, phát hiện chiếc váy của cô ta phần trên khá kín đáo, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra vết vòng đỏ ửng ở ngực. Kiều Nhã Linh nhách miệng cười, khoanh tay nói, cô bị thương cũng không nhẹ nhỉ. Tuyết Phi bóp chặt cốc nước trong tay. Cô ta đã phải lục lọi rất lâu trong tủ đồ mới tìm được bộ váy thích hợp để che đi chúng. Thế nhưng Kiều Nhã Linh lại dễ dàng phát hiện ra cô ta không muốn tỏ ra thảm hại trước mặt Kiều Nhã Linh. Cố tỏ ra bình thường nói, nhờ phúc của cô cả đó nhìn biểu hiện của tuyết phi không giống như định hẹn cô đến để nhắc lại chuyện ở buổi họp báo thậm chí khi kiều nhã linh cố tình đề cập đến vết thương thì cô ta cũng lờ đi sắc mặt bình tĩnh ngoài dự đoán kiều nhã linh không đoán ra được tuyết phi định làm gì cô lạnh nhạt hỏi tóm lại thì cô muốn cho tôi xem cái gì tuyết phi không trả lời cô ta bình thản uống cà phê rũ mắt nhìn xuống bên dưới kiều nhã linh cau mày thái độ của cô ta bây giờ là gì đây gọi cô ra đây cho bằng được sau đó thì cô đến rồi lại không có nói gì định đùa cô chắc trong lúc nói chuyện tuyết phi cũng không có nhìn cô điều này khiến cho kiều nhãn linh cảm thấy mình bị coi thường kiều nhãn linh có chút tức giận gắt gỏng nói nếu cô không nói gì thì tôi đi về đây kiều nhãn linh vừa đứng lên thì tuyết phi đã ấn vai cô ngồi xuống ánh mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm ở cửa quán bây giờ vẫn chưa đến lúc kiều nhãn linh hất tay cô ta ra bất mãn nói làm thần làm quỷ gì không biết nữa. Kiều Nhã Linh đang định chất vấn Tuyết Phi, thì mắt của Tuyết Phi đột nhiên sáng lên. Cô ta mỉm cười nhìn Kiều Nhã Linh, chỉ xuống bên dưới nói. Tự cô nhìn đi. Kiều Nhã Linh nhìn theo tay của Tuyết Phi, cô trông thấy một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ ở bên ngoài quán. Kiều Nhã Linh nhíu mày, cô cảm thấy chiếc xe đó có chút quen mắt. Lúc này cửa xe ô tô mở ra, thân hình thon dài cao lớn mặc tây trang của một người đàn ông hiện ra. Gương mặt anh đẹp như tạc, ánh mắt đen thẫm như đáy đại dương sâu thẳm, bờ môi mỏng mím lại đầy lạnh lùng xa cách. Cả người anh toát lên sự trầm ổn và tôn quý. Anh xuất hiện ở nơi nào, anh liền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Người đó chính là Hoàng Tuấn Khải. Sau đó, Hoàng Tuấn Khải đi sang phía bên kia mở cửa xe ra. Một người phụ nữ xinh đẹp cao giáo, làn da trắng như sứ, gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét mềm mại. Cô ấy yểu điệu bước ra ngoài, mỉm cười với Hoàng Tuấn Khải. Hai người dánh bước bên nhau, đi vào trong quán. Chồng họ vô cùng nổi bật, khiến cho người khác không khỏi trầm trồ. Thật là một đôi trai tài gái sắc. Kiều Nhã Linh thầm mỉa mai trong lòng. Kiều Nhã Linh không hề phát hiện ra, móng tay cô đang cắm chặt vào lòng bàn tay. Cô nhìn chằm chằm hai thân ảnh bên dưới, cơ thể bất động. Tuyết Phi cười nói, đó là chị gái tôi, Tuyết Loan. Tay của Kiều Nhã Linh ủ đi, cô cũng đã lờ mờ đoán ra đó chính là Tuyết Loan, vì cô ấy và Tuyết Phi khá là giống nhau. Kiều Nhã Linh không rời mắt khỏi hai người họ. Nam Tuấn Tú, nữ yêu Kiều, họ vừa đi vừa cười nói, hình ảnh ấy giống như là một cái gai đâm vào mắt của Kiều Nhã Linh. Tuyết Loan là điển hình cho kiểu phụ nữ xinh đẹp nhu mì. Ở cô ấy cô cũng toát lên vẻ quyền quý. Tuyết Loan mặc một bộ váy đơn giản mà thanh lịch, rất phù hợp với khí chất của cô ấy. Kiều Nhã Linh không thể không thừa nhận rằng hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Lừa giận dâng trào trong lòng Kiều Nhã Linh, Tuyết Loan là chị của Tuyết Phi. Chắc hẳn cô ấy biết chuyện Tuyết Phi làm, cũng có thể là người đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Kiều Nhã Linh không thể tưởng tượng được gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần kia lại là kẻ gây ra tội ác tay đỉnh như thế. Cả người cô không tự chủ được mà run lên. Lồng ngực tắc nghẹn lại. Ánh mắt cũng mở đi. Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Hai người gọi đồ uống xong thì Hoàng Tuấn Khải nói. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tuyết Loan mỉm cười, không vội trả lời mà hỏi. Tiểu Kiệt dạo này như thế nào thích ứng được với cuộc sống ở trong nước chưa? Hoàng Tuấn Khải ngả người ra sau trả lời. Thằng bé vẫn ổn. Chỉ có điều gần đây bắt đầu biết chống đối anh rồi." Tuyết Loan cười, "Trẻ con mà, nhiều khi rất bướng bỉnh." Hoàng Tuấn Khải gật đầu, "Còn em thì sao, về đây chơi hay là gì?" Tuyết Loan đã về nước một thời gian, chủ yếu là về thăm gia đình mà thôi, cô nói. "Em về vài ngày rồi đi mà." Hai người nói chuyện thoải mái như những người bạn, không ai để ý rằng ở phía bên trên có một đôi mắt đầy vẫn nộ đang nhìn họ. Kiều Nhã Linh đang từ trên cao rũ mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan. Trái tim không hiểu sao vô cùng đau đớn. Người cô từng yêu nhất đang ở bên cạnh với vợ của mình. Bầu không khí giữa hai người họ vô cùng hài hòa. Hài hòa đến mức lồng ngực của Kiều Nhã Linh thắt lại. Nụ cười dịu dàng của Tuyết Loan vô cùng chói mắt. Về mặt ôn nhu của Hoàng Tuấn Khải càng khiến cho cô khó chịu hơn. Cô hận Hoàng Tuấn Khải, cũng hận Tuyết Loan. Bọn họ trà đạp lên cô, cướp đi sinh mệnh của đứa bé ấy. Vậy mà giờ đây, cuộc sống của họ chẳng vì thế mà thay đổi dường như những đau thương của cô không hề liên quan gì đến họ cả. Kiều Nhã Linh chính là kẻ đứng bên ngoài hạnh phúc, trơ mắt nhìn những người đầy cô vào bước đường cùng sống vui vẻ. Ở bên dưới, sau một hồi nói chuyện, Tuyết Loan cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Về phần Tuyết Vi ấy, sau chuyện ở buổi họp báo, nó có kể lại với em. Nó cứ khóc suốt thôi, con bé là người thẳng tính. Những lời nó nói, anh đừng có để trong lòng. Tuyết Phi đã nhắc đi nhắc lại với Tuyết Loan rằng phải nói đỡ giúp cô ta với Hoàng Tuấn Khải. Dù sao thì cũng là em gái mình. Tuyết Loan không thể từ chối. Vì vậy, hôm nay mới hẹn gặp mặt anh lúc chiều nay. Không hiểu sao Tuyết Phi lại hỏi cô với Hoàng Tuấn Khải định gặp nhau ở đâu. Nghe cô nói xong rồi thì cứ thế mà cúp máy. Tuyết Loan chẳng hiểu gì cả. Còn tưởng rằng Tuyết Phi định đến đây cùng mình. Nhưng hóa ra không phải vậy. Hoàng Tuấn Khải uống một ngụm cà phê. Sắc mặt trầm đi thấy rõ thật ra chuyện lúc trước anh đã nề tình tuyết loan nên mới không làm lớn lên nếu không tuyết phi đã chẳng thể dễ dàng trở về nhà nổi anh nói ừ chỉ cần không động đến giới hạn của anh anh sẽ bỏ qua tuyết loan định nói về chuyện của kiều nhã linh nhưng rồi nhìn về mặt thờ ơ của anh những lời định nói lại nuốt hết vào trong tuyết loan cười nói cái con bé ấy là như thế đấy sau này em sẽ nhắc nhở nó cẩn thận tuyết loan không hẳn là quá thân thiết với hoàng tuấn khải bởi vì anh chưa bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư của anh với cô cả những chuyện cô biết về mối quan hệ của anh và kiều nhã linh đều do nghe người trong nhà họ hoàng đồn thổi và tuyết phi kể cho tuyết loan thầm nghĩ có lẽ không nên nói về kiều nhã linh thì hơn hai người lại nói về chủ đề khác gương mặt của hoàng tuấn khải nhu hòa hơn hẳn thường ngày kiều nhã linh vẫn chưa giây phút nào rời mắt khỏi họ kiều nhã linh rất muốn nhúc nhích nhưng rồi lại phát hiện cơ thể mình cứng đơ không ngờ sẽ có ngày cô trông thấy Hoàng Tuấn Khải cùng với Tuyết Loan xuất hiện trước mặt mình. Cảm giác này rất đau, rất bức bối. Trái tim như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Vì họ đã ở bên nhau và vì hạnh phúc không chọn cô. Từ lúc Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan bước vào quán, sắc mặt của Kiều Nhã Linh rất tệ. Người cô cứng đơ, không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn hai người đang trò chuyện bên dưới đầy phận uất. Tuyết Phi đã luôn luôn để ý đến thái độ của Kiều Nhã Linh Thấy cô có biểu hiện như vậy, cô ta vô cùng đắc ý. Tuyết Phi gõ lên trên bàn, kéo Kiều Nhã Linh trở về thực tại. Cô ta nở nụ cười diễu cợt, hất mặt nói. Chắc cô cũng biết nhỉ, chỉ tôi Tuyết Loan chính là vợ chính thức của anh Tuấn Khải. Kiều Nhã Linh đương nhiên biết, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác. Vào năm cô 20 tuổi, Hoàng Tuấn Khải đã đính hôn với Tuyết Loan. Gia đình hai bên đều có mối quan hệ thân thiết với nhau hoàng tuấn khải vẫn thường xuyên đi qua đi lại giữa hai nước để thăm tuyết loan khoảng thời gian ấy kiều nhã linh đã rất đau khổ chứng kiến người mình yêu ở bên một người khác không thể không tan nát cõi lòng sau khi rời khỏi nhà họ hoàng kiều nhã linh không còn chút thông tin nào về anh nữa cô đoán anh với tuyết loan đã sớm kết hôn với nhau rồi nhìn gương mặt tái nhợt của kiều nhã linh trong lòng của tuyết phi vô cùng vui vẻ mặc dù bây giờ tuyết loan vẫn chưa có thể gọi là vợ của hoàng tuấn khải nhưng đây là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra tuyết phi kiêu ngạo nói hôm nay tôi gọi cô đến đây chính là để cô nhìn thấy cảnh này tôi muốn nhắc nhở cô một điều hoàng tuấn khải mãi mãi không bao giờ yêu cô đâu một kẻ thấp hèn như cô không xứng với anh ấy người ở bên anh ấy bây giờ chính là chị tôi tuyết phi liếc mắt nhìn xuống bên dưới nhếch miệng nói chính mắt cô cũng nhìn thấy đấy hai người ấy rất đẹp đôi họ chính là một cặp trai tải gái sắc Vậy nên cô đừng có mơ tưởng biển vông Cả đời này cô cũng không thể bước chân vào nhà họ Hoàng một lần nữa được đâu Nếu đây chính là ý đồ hôm nay của Tuyết Phi Thì cô ta đã thành công một phần rồi Kiều Nhã Linh vô cùng tức giận Và vai cô run lên bờ môi trắng bệch Kiều Nhã Linh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy Kể từ ba năm trước Sau gần ấy năm cô mới nhận ra Kẻ thua cuộc trước nay đều là cô Kiều Nhã Linh từng yêu Hoàng Tuấn Khải đến mức hồ đồ, quên cả bản thân mình nhưng tình cảm của cô chưa từng được anh một lần ngó ngàng tới điều ấy khiến cho cô đau hết lòng đến chết đi sống lại kiều nhã linh dành cả tuổi trẻ của mình để yêu hoàng tuấn khải đổi lại cái chết đầy thương tâm của con cô hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy tuyết loan cô đã hiểu vì sao mình thua thiệt để đến như vậy rồi đúng vậy đúng như tuyết phi đã nói hai người họ vô cùng xứng đôi Kiều Nhã Linh rất ghen tị với Tuyết Loan. Vì thứ cô cố hết sức cũng không thể chạm tới. Còn cô ấy thì dễ dàng có được. Tuyết Phi tiếp tục công kích Kiều Nhã Linh. Từ trước đến nay, cô chỉ là một kẻ tiểu tam xen vào giữa hai người họ. Người Tuấn Khải yêu không phải là cô. Nhưng cô cứ cố sống cố chết bám lấy anh ấy như đĩa đói. Anh ấy đã có gia đình rồi. Thế nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho anh ấy. Cô có còn liêm sỉ nữa không vậy hả? Tuyệt Phi càng nói thì càng hăng. Cô ta muốn Kiều Nhã Linh phải gánh chịu tất cả mọi đau khổ. Những lời cô ta nói chẳng có lời nào là thật. Điều cô ta muốn chỉ là khiến cho Kiều Nhã Linh phải tổn thương. Sau đó dứt khoát cắt đứt tình cảm với Hoàng Tuấn Khải. Chỉ có như thế Hoàng Tuấn Khải mới có thể hoàn toàn buông bỏ Kiều Nhã Linh. Chuyện xảy ra dạo gần đây khiến cho cô ta tức đến phát điên. Đặc biệt là khi nhận ra Hoàng Tuấn Khải vẫn còn quyến luyến Kiều Nhã Linh cô ta không thể hiểu nổi kiều nhã linh có gì tốt mà khiến cho anh nhớ mãi không quên đến như vậy mối quan hệ của cô ta và hoàng tuấn khải đang rất tốt thì kiều nhã linh bỗng nhiên xuất hiện khiến cho mặt hồ yên ả gợn sóng sau đó hoàng tuấn khải lại vì kiều nhã linh mà mắng mò cô ta tuyết phi không thể chịu nổi điều này vì vậy cô ta nhất định chia rẽ hai người họ kiều nhã linh bị tuyết phi liên tục công kích từ đầu đến cuối cô không muốn cất một lời nào trầm mặc như một pho tượng. Âm thanh bén nhọn của tuyết phi đâm khoét tai cô, khiến cô khó chịu không thôi. Kiều Nhã Linh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cô gằn giọng nói. Cô im đi. Tuyết Phi đương nhiên không dừng lại. Cô ta nhếch miệng nói. Sao vậy? Nghe không nổi sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô làm ơn hãy cút đi thật xa đi. Đừng có mà quấy dày tới cuộc sống của bọn họ. Điều này sẽ càng làm cho cô trở nên đáng thương hơn mà thôi cô đừng có ăn mày quá khứ nữa. Hoàng Tuấn Khải ngày xưa đối tốt với cô cũng chỉ vì thương hại cô. Còn với anh ấy bây giờ, gia đình mới là tất cả. Cô chẳng là cái thá gì đâu. Kiều Nhã Linh siết chặt tay, bờ môi mím chặt, gương mặt đông cứng lại, vô cùng đáng sợ. Tôi nói cô im đi. Kiều Nhã Linh gần như là hét lên. Kiều Nhã Linh không thể chịu nổi những lời quá quát ấy. Nhưng Tuyết Vi nói, không phải là không đúng. Hoàng Tuấn Khải từng vô cùng yêu thương cô. Có lẽ tình cảm ấy xuất phát từ lòng thương hại. Tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi. Anh giờ đã có gia đình hạnh phúc. Có người phụ nữ anh yêu hết lòng. Còn cô, ngụp lặn trong sự tuyệt vọng. Dương mắt nhìn hai người họ hạnh phúc. Lưng của Kiều Nhã Linh cong xuống, mắt cô nhòe đi. Tại sao? Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy? Cô yêu một người sâu đậm, muốn bảo vệ đứa con của mình thì cô có gì sai sao? tình yêu của cô không đáng được chấp nhận như thế ư. Ừ. Suy nghĩ này khiến cho Kiều Nhã Linh như thể bị đầy xuống vực sâu, tàn xương nát thịt. Kiều Nhã Linh càng tức giận, Tuyết Vi càng hài lòng. Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều đến hậu quả. Luyến Thắng nói, tôi nói có gì sai sao? Cô chỉ là một con đàn bà ti tiện được Hoàng Tuấn Khải nhặt được ở ven đường. Cô có thể làm thế nào cũng không gạt bỏ được thân phận nhơ nhuốc của mình đâu. Vừa thấp hèn, lại vừa là tiểu tam, <laughs> Đúng là đáng khinh bỉ. Cô chỉ có thể bò lên trên giường của anh ấy được một lần thôi. Cô đừng tưởng anh ấy sẽ để cô vào mắt của mình. Kiều Nhã Linh siết chặt vạt váy đến nhăn nhúm. Cô bất thình lình hất đồ cốc nước vào người của Tuyết Phi. Nước không hề nóng, nhưng cũng đủ để khiến cho bộ quần áo trên người cô ta trở nên thảm hại. Tuyết Phi nổi trận lôi đình, ánh mắt cô ta sôi trào lửa giận. Lời nói càng quá đáng hơn. Mẹ nó, con danh này, Tao nói cho mày biết, mày không đủ tư cách để ngồi chung với tao đâu. Đồ không cha không mẹ, nhân cách rẻ sách. Có phải bây giờ mày đang ghen tị lắm có phải không? Chị tao và Tuấn Khải hiện tại đang rất hạnh phúc. Nên mày nổi điên chứ gì? <laughs> mày thức tình đi, anh ấy sẽ không bao giờ ngó ngàng đến mày đâu. Lồng ngực của Kiều Nhã Linh phập phồng vì tức giận. Không khí xung quanh như bị rút cạn. Trái tim cô đau quặn lại. Lời nói của Tuyết Vi vô cùng khó nghe. Từng câu từng chữ đều cay nghiệt giống như một chiếc roi quất liên tục lên trên người cô kiều nhã linh không thể không thừa nhận mình đã ghen tị như thế nào khi nhìn thấy hai người họ sánh đôi bên nhau đầu cô như muốn nổ tung toàn thân cô đau đớn như thể bị gai đâm vào kiều nhã linh tưởng chừng không thể nhúc nhích nổi cảm xúc gần như bị tê liệt tuyết phi nói xa xả nhưng kiều nhã linh lại không sao phản bác lại bởi vì lồng ngực cô đang rất đau trước ánh mắt khiêu khích của tuyết phi Kiều Nhã Linh cuối cùng chỉ có thể nói. Cô ngậm cái miệng thối của cô lại đi. Ai là Tiểu Tam chứ? Tôi chưa bao giờ xen vào giữa hai người họ. Cô đừng có mà ngậm máu vun người. Điều Kiều Nhã Linh không bao giờ chấp nhận được là người khác gọi mình là kẻ thứ ba. Tình yêu cô dành cho Hoàng Tuấn Khải luôn luôn âm thầm đơn độc. Cô cũng chưa từng thổ lộ với anh. Tất cả mọi thứ đều được cô giấu kín trong lòng tuyết phi có mắng trời cô như thế nào cũng được chỉ có điều cái danh sưng tiểu tam ấy cô không làm thì không nhận tuyết phi khoanh tay cười mỉa mai thế thì cô còn lôi anh ấy lên giường để làm gì cô cáo giả lắm định dùng đứa con để trói buộc anh ấy nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn ý đồ của cô đã bị anh ấy phát hiện cho đến cùng thì cô vẫn không thể nào có được anh ấy cũng không thể bước chân vào nhà họ hoàng tuyết phi đứng dậy tiến về phía kiều nhã linh Kiều Nhã Linh lạnh lùng đối mặt với cô ta. Tuyết Phi bóp mặt của Kiều Nhã Linh quay về hướng Hoàng Tuấn Khải đắc ý nói. Nhìn cho kỹ vào, giờ họ đang hạnh phúc như thế nào? Dù cô có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng không thể chia rẽ họ được đâu. Họ mới chính là dành cho nhau, còn cô chỉ là một đứa tiểu tam ngu muội, không biết lượng sức mình. Hoàng Tuấn Khải đang ngồi quay lưng về phía cô, cô không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt của anh. Kiều Nhã Linh chỉ cảm thấy được gương mặt xinh đẹp và nụ cười dịu dàng của Tuyết Loan. Chắc bây giờ ánh mắt anh sẽ thật mềm mại bao dung, giống hệt như anh của nhiều năm trước. Nhìn cô, dù nhìn không rõ, thế nhưng cô cũng có thể nhận được ra bọn họ đang trò chuyện vui vẻ đến nhường nào. Trái tim của Kiều Nhã Linh thắt lại, cô dùng hết sức để hất tay Tuyết Phi ra. Tuyết Phi trông thấy vẻ mặt của Kiều Nhã Linh thì đắc ý vô cùng. Cô tâm muốn Kiều Nhã Linh hoàn toàn chết tâm, khiến cô càng hận Hoàng Tuấn Khải hơn, chỉ có như vậy thì mối quan hệ giữa hai người mới không thể nào cứu vãn được nữa. Tuyết Phi không thể nào chịu đựng nổi, khi phải chứng kiến Hoàng Tuấn Khải hết lần này đến lần khác đứng về phía Kiều Nhã Linh, cô ta bằng mọi giá phải chia rẽ họ, sau đó mới có thể dần dần bước đến bên Hoàng Tuấn Khải. Ánh mắt của Kiều Nhã Linh đã đỏ ửng, Tuyết Phi cười một tiếng, thấp giọng nói, "Chấp nhận đi." Hoàng Tuấn Khải sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Kiều Nhã Linh run lên vì tức giận, bàn tay cô siết thành nắm đấm. Tuyết Phi liên tục dùng lời nói tấn công Kiều Nhã Linh. Cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, đập mạnh bàn một cái. Giọng nói gần như là tắc nghẹn. Câm miệng! Tuyết Phi che miệng, tỏ ra sợ hãi. Sao cô lớn tiếng thế? Nói xong cô ta lại cười ngặt nghẽo. Đây chính là phản ứng mà cô ta mong muốn thấy ở Kiều Nhã Linh. Nhìn gương mặt đau đớn của Kiều Nhã Linh, Tuyết Phi rất thỏa mãn. Dường như mọi nhục nhã tức giận trước đó đều được xoa dịu. Quay môi cô ta cong lên đầy hài lòng. Trái tim của Kiều Nhã Linh co rút dữ dội. Cô đã hiểu rõ từ lâu rằng Hoàng Tuấn Khải sẽ không bao giờ để cô vào mắt. Nhưng khi nghe từ chính miệng của Tuyết Phi nói, cô lại cảm thấy rất đau đớn. Tình cảm cô dành cho anh bao nhiêu năm, sâu đậm đến nhường nào, không thể nói quên là quên được. Nó giống như một con dao cắm sâu vào da thịt, nếu cố gắng rút ra chỉ khiến cho bản thân tổn thương hơn gấp bội mà thôi tuyết phi cười quái trí cô ta nói kiều nhã linh cô thật là đáng thương suy cho cùng người mất tất cả chính là cô đấy kiều nhã linh biết hoàng tuấn khải không yêu cô nếu không anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy chuyện vừa rồi đã là đả kích cô quá lớn khiến cho cô quên mất một điều rằng cô không thể đau lòng cô phải căm hận họ mới đúng hận những kẻ đã giết chết con cô chứ không phải là trở nên bi lụy như lúc này sau một hồi tấn tĩnh bản thân lý trí đã quay trở lại dù sao thì bây giờ cô và hoàng tuấn khải cũng chẳng còn quan hệ đối với cô anh bây giờ chính là kẻ thù lớn nhất anh có yêu cô hay không thì cũng không có liên quan gì đến cô hết kiều nhã linh cố gắng nhắc nhở mình không nên quá bận tâm đến việc anh ở bên ai nếu như cô tức giận về chuyện đó cô sẽ càng trở nên thảm hại hơn mà thôi như vậy sẽ khiến cho Tuyết Phi đắc ý mà lên mặt. Cô không thể cho cô ta thắng được. khuôn mặt của Kiều Nhã Linh lập tức lạnh đi, ánh mắt cũng không còn ẩn chứa bi thương mà thay vào đó là sự thờ ơ. Kiều Nhã Linh cười nhạt nói: Tóm lại, cô gọi tôi ra đây chỉ vì cái này thôi sao? <laughs> đúng là vô vị. Tuyết Phi có chút kinh ngạc khi Kiều Nhã Linh thay đổi thái độ nhanh như vậy. Vừa nãy rõ ràng là trông vẻ mặt của Kiều Nhã Linh rất tệ, bộ dạng vô cùng thống khổ nhưng bây giờ thì cô lại dùng giọng nói bình thản như vậy như chẳng có chuyện gì xảy ra để nói chuyện với tuyết phi trong phút chốc kiều nhã linh đã thay đổi tình thế tuyết phi bỗng nhiên cảm thấy lép vế tuyết phi nhíu mày cô ta cẩn thận quan sát kiều nhã linh nói đúng thế sao nào không phải cô đang rất tuyệt vọng sao kiều nhã linh đứng dậy khoanh tay đối diện với tuyết phi đúng là chỉ mới có một phút trước thôi kiều nhã linh thật sự cảm thấy như đã rơi xuống đáy vực Nỗi đau đớn quằn quại cắm sâu vào tâm hồn cô, kéo cô vào trong bóng tối mịt mù. Nhưng sau đó thì cảm giác ấy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo lan tỏa khắp tâm trí. Kiều Nhã Linh nhếch miệng nói, tại sao tôi phải tuyệt vọng chứ? Chỉ vì một tên đàn ông khốn nạn và một người phụ nữ đáng khinh không kém sao? Xin lỗi, cả cô và họ giờ chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời tôi. Người đàn ông mà cô sùng bái, Hoàng Tuấn Khải, có trò thì tôi cũng không thèm. Cô tưởng tôi còn yêu anh ta sao? Cô đúng là ngu ngốc. Một miếng thịt đã ôi, việc gì tôi phải giống như là mấy con ruồi nhạc nào đó, cố gắng bâu vào chứ. Cô... Tuyết Phi tức giận, trợn trắng mắt. Cô ta không ngờ Kiều Nhãn Linh có thể nói ra những lời sắc bén đến thế. Vừa tôn bản thân lên, vừa gián tiếp chơi vào mặt của bọn họ. Đáng nhẽ ra, Kiều Nhãn Linh phải đau khổ, suy sụp, khóc lóc. Tại sao cô lại có thể tỏ ra không có gì lạnh lùng cao ngạo đáp trả lại cô ta như vậy. Tuyết Phi cho rằng Kiều Nhã Linh đang giả bộ, vì vậy vẫn cứ lên mặt nói. Cô không phải cố gồng mình đâu, tôi biết thừa, bây giờ chắc chắn cô đang đau lòng muốn chết, tỏ về cho ai xem kia chứ. Không có người phụ nữ nào thấy người đàn ông mình yêu hạnh phúc ở bên người khác, lại không thấy tổn thương. Đến Tuyết Phi, khi nhìn thấy cảnh tượng kia còn thấy gai mắt, huống hồ là Kiều Nhã Linh tuyệt vì không tin kiểu nhã linh không có cảm giác gì bởi trước đó sắc mặt của cô rất xấu đoán không chừng vì không muốn mất mặt trước cô ta nên kiểu nhã linh mới cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi kiểu nhã linh bình thản nói đúng là trước đó tôi cảm thấy mọi thứ rất tệ nhưng là bởi vì hai kẻ tôi hận nhất trên đời đang đi với nhau lại còn xuất hiện trước mặt tôi kẻ đã giết chết con tôi ở trước mắt tôi đương nhiên sao có thể vui vẻ chứ còn nếu như cô muốn tôi phát điên lên vì ghen tị Thế tôi phải làm cô thất vọng rồi. Hoàng Tuấn Khải bây giờ chẳng là gì với tôi hết. Anh ta ở bên ai, làm gì là việc của anh ta, tôi không quan tâm. Thế nên cô dừng cái trò nhạt nhẽo này đi được rồi đấy. Kiều Nhã Linh đã hiểu được ý đồ của Tuyết Vi, cô đương nhiên sẽ không để cô ta được tỏa nguyện. Hoàng Tuấn Khải và cô từ lâu đã không còn quan hệ. Còn chuyện anh sống hạnh phúc sau tất cả những gì đã làm với cô, Kiều Nhã Linh chỉ có thể giận bản thân mình mà thôi hận mình đã đem lòng yêu anh hận mình chìm đắm vào tình yêu ấy không lối thoát nếu cô mạnh mẽ hơn thảm kịch năm xưa có lẽ đã không xảy ra nghe kiều nhã linh nói như thế tuyết phi vô cùng bực bội cô ta không nghĩ tới kế hoạch của mình lại thất bại thảm hại đến như vậy cô ta vốn tưởng kiều nhã linh sẽ tức đến chết nào ngờ người khó chịu bây giờ lại là cô ta kiều nhã linh đã thật sự quên hoàng tuấn khải ư nhìn bộ dạng lạnh lùng cứng rắn của kiều nhã linh Tuyết Phi không thể nhìn ra được gì cả. Tuy nhiên, cô ta vẫn cứ cứng miệng nói. Dù sao thì tôi vẫn muốn cho cô biết rằng giờ Tuấn Khải và chị tôi đang rất hạnh phúc. Cô đừng có mờ chơi chẽn xen vào. Kiều Nhã Linh cười khẩy. <laughs> nói cho cô biết. Tôi ghét nhất là cái loại phụ nữ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy nên cô khỏi phải lo bò trắng răng. Loại đàn ông như Hoàng Tuấn Khải tôi còn lâu mới thèm vào. Mấy người cứ giữ lấy anh ta lại đi. Làm như là hay ho lắm không bằng. Tuyệt phi tức anh ách, giọng nói vô cùng chói tai. Cô đừng có tưởng, tôi không biết cô định âm mưu gì. Bên ngoài thì cô tỏ vẻ coi thường Tuấn Khải, nhưng trong lòng thì đang tính kế để quyến rũ anh ấy chứ gì. Tuyệt phi khoanh tay khinh bỉ nói. Cô giả bộ giỏi lắm, lúc nào cũng thể hiện như mình ghét Tuấn Khải, rồi xa lánh anh ấy. Mục đích chính là để khiến cho anh ấy luyến tiếc cô. Tôi còn lạ gì mấy cái trò ấy nữa. Kiều Nhã Linh cúi người cười lớn, như thể vừa mới nghe được một chuyện vô cùng nhảm nhí. Ánh mắt cô sắc lạnh chiếu thẳng vào người của Tuyết Phi. Cô đi viết tiểu thuyết được rồi đấy. Cô nghĩ ai cũng ti tiện giống như mình chắc. Tôi nhắc lại cho cô rõ. Tôi sẽ không bao giờ thích Hoàng Tuấn Khải. Cô cứ tiếp tục cụp đuôi mà đi theo anh ta đi. Đừng có mà lôi tôi vào mấy cái chuyện này một lần nào nữa. Tôi không có rảnh. Tự cô đi mà diễn trò chơi tình yêu của mình đi. Kiều Nhã Linh nói xong, cầm ví lên, đình bỏ đi nhưng bị Tuyết Phi giữ lại. Gương mặt của cô ta vô cùng tức giận. Móng tay cô ta cắm vào da của Kiều Nhã Linh đau nhói. Cô cau mày, hất tay cô ta ra. Tuyết Phi loạn choạng lùi ra phía sau. Ánh mắt vẫn găm chặt vào người của cô. Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói. Cô còn muốn phát điên cái gì nữa đây? Phản ứng bình tĩnh của Kiều Nhã Linh khiến cho Tuyết Phi rất khó chịu. Cô ta không tin nổi kế hoạch hoàn hảo của mình đặt ra lại không có một chút tác dụng nào cả. Tuyết Phi không cam lòng. Cô ta muốn Kiều Nhã Linh phải nhận lại những gì mà cô ta đã đối xử với cô. Tuyết Phi bắt trước việc Kiều Nhã Linh đã làm mấy lần trước, lấy cốc nước trên bàn định hát vào người cô. Nhưng Kiều Nhã Linh đã phát hiện ra, né người sang một bên, nước rơi xuống nền đất loang lổ. Kiều Nhã Linh xông đến đầy vai của Tuyết Phi, cô cười khẩy. Làm sao đây? Trượt mất rồi. Cô tưởng mình sẽ làm tôi bẽ mặt được sao? Kiều Nhã Linh khinh bỉ đánh giá Tuyết Phi. Trình độ của cô còn kém lắm. Về luyện tập thêm đi. Gương mặt của Tuyết Phi tái đi. Người cũng run lên vì tức giận cô ta uất hận nói, còn khốn, mày mãi mãi chỉ là đồ tiểu tam, không có ai yêu thương mày hết. kiều nhã linh đột nhiên nở nụ cười quái dị, cô cúi thấp người ghé vào tay của tuyết phi thì thầm, không phải người muốn phát sinh quan hệ với hoàng tuấn khải là cô sao? như vậy người được gọi là tiểu tam phải là cô chứ? mặt của tuyết phi trắng bạch, cô ta dựng tóc cấy nổi da gà, đôi mắt trợn trừng nhìn kiều nhã linh. kiều nhã linh vốn chỉ định chọc tức tuyết phi không ngờ lại nói trúng tim đen của cô ta. Tuyết Phi có tật giật mình, người cô ta run lên nhẹ nhẹ, gương mặt cô ta bàng hoàng như thể vừa nghe được một chuyện động trời. Kiều Nhã Linh nhếch miệng cười. Tôi nói đúng rồi có phải không? Cơ thể của Tuyết Phi không tự chủ được mà hơi nghiêng ngả. Cô ta cụp mắt, không nhìn Kiều Nhã Linh. Một cảm giác lo sợ len lỏi trong tâm trí của Tuyết Phi. Tại sao Kiều Nhã Linh lại biết chuyện này? Cô ta đã che giấu rất kỹ, không để bất kỳ một ai biết cả. Tuyết Phi bỗng nhớ lại đến cuộc trò chuyện hôm trước với Kiến Quốc. Chẳng nhẽ anh ta đã nói với Kiều Nhã Linh ư? Kiều Nhã Linh nhìn phản ứng của Tuyết Vi, sự ghê tởm dội vào trong lòng cô. Đường đường là em gái nhưng lại mơ tưởng đến chồng của chị mình. Lại còn gạ gẫm người đó lên giường nữa. Loại phụ nữ lăng loàn như cô ta đúng là buồn nôn. Kiều Nhã Linh không ngờ trên đời vẫn còn tồn tại kiểu người vô liêm sỉ như Tuyết Vi. Cô ta đáng bị tất cả mọi người phỉ nhổ, coi thường. Có xuống địa ngục thì cũng không thể rửa sạch được vết nhơ này. Kiều Nhã Linh diễu cợt nói. Cảm giác lên giường với anh rể mình như thế nào? Hả? Chị cô có biết đưa em gái yêu quý của mình đâm sau lưng mình không? Kiều Nhã Linh đã nghe được những lời nói kêu gợi của Tuyết Phi với Hoàng Tuấn Khải lần trước. Trong mắt cô, Tuyết Phi giờ đây vô cùng dơ bẩn. Hoàng Tuấn Khải cũng khốn nạn không kém. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Kiều Nhã Linh cảm thấy Tuyết Loan bớt đáng ghét hơn một chút. Vì sau này cô ấy cũng sẽ phải gánh chịu tổn thương giống hệt như cô. Hai người bọn họ ké tám lạc người nửa cân, chẳng thể nói được ai thảm thương hơn ai. Tuyết Phi siết chặt tay, cô ta nghiến răng nói. Cô đừng có nói hồ đồ. Tuyết Phi không muốn thừa nhận, chuyện này quả thực chẳng hay ho gì cả. Nếu để cho người khác biết, cô ta sẽ phải sống trong nhục nhã suốt đời. Yêu chồng của chị mình, chuyện này nghe quả thực là rất kinh tởm. Nhưng cô ta thì không hề cảm thấy như vậy đối với cô ta tình yêu không có lỗi chẳng ai đáng bị lên án chỉ vì làm theo trái tim chỉ dẫn cả vậy nên cô ta cứ mãi chìm đắm trong thứ tình cảm mà cô ta tự vẽ ra cô ta yêu hoàng tuấn khải đến di dại suốt mấy năm qua luôn tìm tất cả mọi cách để gây chú ý với anh cho dù biết chị gái của mình đã đính hôn với anh cô ta vẫn không kìm nén được dã tâm muốn độc chiếm anh cho riêng mình Cô ta chọn tình yêu và đạp đổ lên thứ tình cảm chị em ruột thịt suốt bao nhiêu năm trời. Tuyết Phi không hề cảm thấy ăn năn hay hối hận. Cô ta gằn giọng. Tôi chẳng làm gì sai cả. Cô im miệng đi. Kiều Nhã Linh cười nhạt. Đến giờ này mà cô ta vẫn còn cứng miệng cho mình là đúng. Cũng phải thôi. Bị người khác phát hiện chuyện đáng xấu hổ của mình. Đương nhiên là sống chết cũng không chịu thừa nhận rồi. Thế nhưng đã có gan làm thì phải có gan chịu. Nếu như cô ta không muốn mọi thứ vỡ lở ra Thì từ đầu đừng có gây chuyện Kiều Nhã Linh mỉa mai nói Cô mở miệng ra nói tôi là Tiểu Tam Thế sao không xem lại bản thân mình đi Đến anh rể mình mà cũng mơ tưởng đến Cô thực sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn đó Tôi ít ra vẫn còn có liêm gì Còn cô thì sao Kiều Nhã Linh hít mắt lại Dùng tay đầy vai của Tuyết Vi Về ngoài thì tỏ ra thanh cao lắm Sau lưng thì làm ra chuyện tay đình cắm cho chị gái mình cái sừng to tướng, lén lút qua lại với anh rể. Tôi đúng là phải vỗ tay khen ngợi cô đấy. Loại chuyện cằn bã như vậy mà cũng làm ra được. Tôi cả đời này cũng không có học theo cô nổi đâu. Bàn tay của Tuyết Vi run lên bẩn bật, sắc mặt cô ta hết đỏ lại trắng, trông vô cùng khôi hài. Cô ta không nói được lời nào cả, bởi tất cả đều là sự thật. Mặc dù giữa Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan có nhiều chuyện không thể nói rõ ràng, Tình cảm của bọn họ cũng không giống như bên ngoài đồn thổi, nhưng hai người ấy dù sao thì cũng đã đính hôn với nhau. Hoàng Tuấn Khải trên danh nghĩa là anh rể của cô ta, nhưng cô ta lại đem lòng yêu anh, đến chị mình, cô ta cũng bày mưu tính kế, hòng cướp lại Hoàng Tuấn Khải về tay mình. Cô ta những tưởng bí mật này thần không biết quỷ không hay, không ngờ Kiều Nhã Linh lại biết được mọi chuyện. Cuộc hẹn ngày hôm nay vốn dĩ là để khiến Kiều Nhã Linh chịu đả kích. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã thay đổi, Tuyết Phi từ người chủ động biến thành bị động, ánh mắt khinh miệt và những lời nói cay nghiệt của Kiều Nhã Linh tấn công khiến cô ta không chống đỡ nổi. Kiều Nhã Linh tiếp tục nói, "Ban nãy, cô một câu nói chỉ cô và Hoàng Tuấn Khải xứng đôi vừa lứa, như thế nào? Hai câu nói, hai người họ đang rất hạnh phúc. Cô đúng là giả tạo, lấy chị gái ra để đối phó với tôi, tỏ ra là mình đang chúc phúc cho chị gái, nhưng trên thực tế thì lại thích anh rẻ." muốn phát sinh quan hệ với anh ta, tôi quả thật là không còn từ ngữ bẩn thỉu nào để hình dung ra cái độ chơi chẽn của cô nữa đâu. cô không cảm thấy có lỗi với chị mình ư? Ừ. Tuyết phi càng nghe thì càng tức điên người, cô ta thèn quá hóa giận hét lên. đúng, tôi thích Hoàng Tuấn Khải đây, thì làm sao nào? tôi muốn độc chiếm anh ấy, không muốn bất cứ người phụ nữ nào lẩn vờn bên cạnh anh ấy. dù là chị tôi cũng không được. tất cả các người, không một ai được phép chạm vào anh ấy hết. Tuấn Khải sớm muộn cũng là của tôi. Tôi chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi, giành lại thứ vốn sẽ thuộc về mình, thì có làm sao chứ? Tuyệt vì cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình của mình, thứ tình cảm cô ta vặn vẹo và biến thái như chính con người của cô ta vậy. Kiều Nhãn Linh cảm thấy thương thay cho Tuyết Loan, đứa em gái lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt yêu thương mình, thực chất lại đang kề dao vào cổ mình, chờ thời cơ thích hợp đâm một nhát chí mạng. Cô ta thực sự đã yêu Hoàng Tuấn Khải đến mất hết lý trí rồi, tình yêu của cô ta mù quáng đến đáng sợ kiều nhãn linh vô cùng ghê tởm tuyết phi. con người cô ta quá tâm cơ và độc ác Đến ngăn cản hoàng tuấn khải đến với bất cứ ai cô ta gián tiếp giết hại con cô lừa dối chị gái mình chỉ vì một người đàn ông như vậy có đáng hay không cô thích ai là chuyện của cô tôi chẳng quan tâm tôi chỉ muốn nói đừng kéo tôi vào chuyện của cô cô cũng không có tư cách để nói tôi là người như thế nào đâu Tôi sống không thẹn với lương tâm của mình. Còn cô thì xem lại bản thân mình đi. Bản thân không giao gì. Còn muốn to mồm rêu rao người khác giống mình chắc. Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói. Chuyện của ba người họ như thế nào? Cô không muốn dính dáng đến. Tuyết Phi thích Hoàng Tuấn Khải thì cứ việc bày mưu tính kế. Chỉ cần không động chạm đến cô là được rồi. Cô không còn tình cảm với Hoàng Tuấn Khải nữa. Đối phó với cô cũng chẳng có ích gì cả. Cô... Tuyết Phi bị nói cho không ngóc đầu lên được. Kiều Nhã Linh không dừng lại tiếp tục nói. Tôi nói rồi đấy, từ nay về sau, tánh tôi càng xa càng tốt. Tôi mà nói chuyện này ra, cô chỉ có chết trong nước bọt vì nhồ của người đời mà thôi. Kiều Nhã Linh từng bước từng bước tiến lại gần Tuyết Phi. Cô ta mím chặt môi, ánh mắt căm hận nhìn cô. Kiều Nhã Linh nhìn bộ dạng của cô ta, cười lạnh nói. Cô tốt nhất là hãy sống tích đức một chút đi. Nếu không, sớm muộn gì cũng gặp quả báo đấy nói xong, kiều nhã linh quay người đi thẳng, để lại tuyết phi đứng như trời trồng. cô ta cảm thấy nhục nhã ê chề, chưa bao giờ cô ta lại muốn giết người như lúc này. tuyết phi tức đến phát điên lên, bí mật của cô ta bị vạch trần bởi người cô ta căm hận nhất, còn bị người ấy diễu cợt khinh thường. tuyết phi túm vào tóc của mình, gương mặt méo mó vì giận dữ, đôi mắt cô ta vằn tia máu, miệng lẩm bẩm: kiều nhã linh, kiều nhã linh, còn khốn, mày cứ đợi đây lúc kiều nhã linh đi xuống dưới thì lại trông thấy hình ảnh hoàng tuấn khải và tuyết loan đang trò chuyện cùng nhau tâm trạng của cô vốn đã không tốt nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau thì lại càng thấy bực bội kiều nhã linh không muốn dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy cô bất chợt này ra một ý định lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người ấy hoàng tuấn khải trước giờ vẫn luôn luôn giữ kín chuyện riêng tư của mình nếu bức ảnh này mà bị lộ ra tất cả mọi người sẽ điên cuồng bới móc mọi thứ hoàng tuấn khải nhất định sẽ bị cánh nhà báo làm phiền tới phát điên tuyết loan cũng không thoát khỏi số phận ấy nghĩ như vậy tâm tình của kiều nhã linh mới dễ chịu hơn một chút cô cất điện thoại vào trong túi quay người đi ra ngoài bằng cửa sau của quán hoàng tuấn khải và tuyết loan đứng dậy ra về đột nhiên anh quay lại phía sau đúng lúc này cánh cửa kia khép lại bóng dáng của kiều nhã linh đã biến mất hoàng tuấn khải nhíu mày tuyết loan khó hiểu hỏi anh nhìn gì thế hoàng tuấn khải lắc đầu không có gì, đi thôi. Bầu trời đen thẫm, gió lạnh thổi từ hồ khiến cho cả người của Kiều Nhã Linh run rẩy Sắc đêm lùng linh huyền ảo, Kiều Nhã Linh một mình bước đi trong đơn độc. Kiều Nhã Linh thở dài, cô không thể để bản thân quá chìm đắm vào cảm xúc buồn bã này được. Cô đã nắm thóp được Hoàng Tuấn Khải. Đáng lẽ giờ cô phải vui vẻ mới đúng. Kiều Nhã Linh lấy lại tinh thần, cô muốn lập tức viết bài. Về đến nhà thì đã muộn rồi. Cô rất nóng lòng muốn công khai chuyện này lên mạng kiều nhã linh đi vào một quán nét ở gần đó bắt đầu mở máy tính làm việc ngón tay của kiều nhã linh gõ thoăn thoát trên bàn phím cô dùng từ ngữ sắc bén và mở ám để miêu tả mối quan hệ của hoàng tuấn khải với tuyết loan sau đó kèm theo bức ảnh hai người họ vào góc chụp của kiều nhã linh rất tốt có thể nhìn ra một sườn mặt góc cạnh của hoàng tuấn khải cùng với gương mặt xinh đẹp của tuyết loan kiều nhã linh nghĩ ngợi một chút quyết định không đề tên mình ở cuối bài báo đề phòng hoàng tuấn khải tìm mình gây chuyện Xong xuôi mọi thứ, Kiều Nhã Linh đăng tải bài báo lên trên trang đầu của Tôn Hoàng. Tiêu đề bài báo khiến cho người khác đọc xong vô cùng kích động. Chủ tịch Hoàng Thịnh, Hoàng Tuấn Khải bí mật gặp gỡ phụ nữ, vợ chính thức của anh đã lộ diện. Kiều Nhã Linh hài lòng, vừa khiến Hoàng Tuấn Khải khốn đốn, lại còn vừa kiếm được tiền. Đúng là một mũi tên trúng hài đích. Kiều Nhã Linh vô cùng vui vẻ, đứng dậy duỗi người. Cô nhìn ra bên ngoài, gió thổi vù vù, hàng cây nghiêng ngả, chia sét đột nhiên xé rách bầu trời như báo hiệu một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên "Yêu em đến thiên trường địa cửu" của tác giả Mori qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.